Tại xong rồi sau khi test lần 1 thì hiện tại là nó chưa đủ gió. Dạ. Mới được có 211 rồi. Dạ. Mới chỉnh sơ một phát rồi có lên 223. Dạ. Nhưng mà vẫn còn dư xăng lắm. Này mà mình test chứ mình làm mình đây đôi tiếp là nó còn lên được không? Chắc còn lên chút nữa. Lên nữa. Nhưng mà hiện tại thì hạ đang chặn 14.000 cho nên để 14.000 cho nó an toàn, sợ lực máy nó lên nữa là sau đầu nó chịu không nổi. Hiện tại nó là bao nhiêu ngựa? 200 mấy ngựa? 223. Lên nữa là 230 nổi không? Lên nữa, được, nhưng mà sợ lò xe đầu chịu không nổi, bởi máy á. Ghê quá. Đây, đây là đèn dyno nha mọi người. Đèn dyno là kết quả nó là 220 mấy ngựa luôn á anh em. Đó. Quay đây cho mọi người coi. Cái máy này nó làm lại à? Thôi nhưng mà thường thôi anh không thôi là không công làm lại nữa mà. Vậy được rồi. Nếu như mấy xe nước ngoài thường người ta lên cam độ với lên lò xo đầu độ á là nó lên được ở 270 mấy. Kèm thêm một số thứ sẵn luôn cái thứ. Anh em đang test dyno nè, giờ hạ xuống mai test tiếp. Siêu quái quật. Rồi, vậy nha, giờ tiếp tục clip. Hello mọi người đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Thì hôm nay Minh bệnh hơi mệt. Rồi, hẳn tiện là Minh đang vệ sinh con H2 nè. Đó thì mọi người trên kênh của mình á nói là anh Minh chơi lại H2 đi. Thì ok, mình sẽ chơi lại H2 và hôm nay mình đem nó ra vệ sinh để cho sạch sẽ á. Rồi chuẩn bị là chừng một tuần nữa thôi. Một tuần nữa thì sẽ cho em nó lăn bánh ha. Mọi người biết sao mà mình thích cái con H2 này không? Bởi vì nó đẹp, nó ngầu. Với lại nó là chiếc mô tô Super Jack thương mại đầu tiên ở Việt Nam. Với lại cái khung sườn của nó, khung sườn kết cấu kim cương đó, rất là đẹp và rất là gọn. Như tụi em là biết sự hiện diện của con này cũng được một tháng nay rồi đúng không? Qua đây. Đó thì hồi đó giờ mọi người chưa thấy sẵn tiện mình tháo vàng áo ra để mình vệ sinh cho nó sạch sẽ hết nguyên con xe á, cho nên sẽ quay cho mọi người coi. Đó, hồi đó giờ thấy chưa? Thấy sao? Thấy ở đâu? Thấy ở dưới thấy ở dưới hầm. Thì bây giờ đem lên rồi vệ sinh để chuẩn bị một tuần nữa là em nó được lăn bánh. Cái cây bô này nè thì nó không phải là bô zin nha mọi người. Đã thay rồi. Cây bô này hồi xưa mắc lắm, hồi xưa là nó tầm 50 mấy triệu á, nhưng mà bây giờ chỉ còn 1.000 mấy đô thôi. Bây giờ nó chỉ còn 1.000 mấy đô thôi. Đây Super Jack nè. Sắp tới sẽ quay trở lại và ăn hại hơn xưa. Với lại mình muốn dựng nó ở trên showroom á, thay thế cái chỗ con Ducati kìa. Thay thế cái chỗ con Ducati cho nó đẹp. Mình nghĩ con H2 sẽ dựng trên đó nó sẽ đẹp, rất là đẹp ha. Bữa nay bệnh á, cảm. Mọi người thời tiết bây giờ mưa rất là nhiều, mọi người nhớ bảo vệ sức khỏe của mình, chứ như mình là bị ho sổ mũi bệnh rất là mệt. Rồi cái vị trí bình của con H2 đã nằm sẽ nằm ở đây ha anh em ha. Đó mình tháo ra vệ sinh cho nên mình quay cho anh em xem, cho những anh em biết đó. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đề máy cho anh em nghe cái tiếng bồ xíu ha, cho phấn khích thôi chứ mình cũng ghiền lắm. Sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể để cho chạy vòng vòng ngoài đường chơi ha. Tiếng máy rất là đã, cái động cơ Super Jack đó kìa. Khi mà chạy ngoài đường á, anh em lên ga nữa sẽ kêu chiêu 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 rất là đã. Rồi. Chỉ như đây thôi ha. Thì khi nào mà xong xuôi rồi á sẽ quay một cái clip hoàn chỉnh cho anh em. Đó. Máy rất là đẹp, quay cận Super Jack nè, rất là thích. Quay hoặc chuẩn bị ra. Thì chủ yếu phần lớn á cho mấy anh em quên. Hôm nay cái mục đích chính của mình á là muốn hướng dẫn anh em thay nhớt và thay lọc nhớt, thay nước mát cho R15V3. Qua đây anh chỉ cho nè. Thì bây giờ
khi mà mình thay lọc nhớt á, lọc nhớt này anh em mà không biết chỗ mua cứ qua Minh nha, Minh có rất là nhiều đó, cứ qua Minh có mấy chục ngàn cái thôi, Minh có rất là nhiều, anh em có thể qua Minh. Thì cái lọc nhớt này á, cứ hai bình nhớt mình thay cho khách là mình sẽ thay một cái lọc nhớt một lần đó. Thì đây hướng dẫn cách thay nhớt, thì hồi nãy mình đã thả nhớt ra rồi, thì ở dưới đây sẽ có con ốc nè đó, em hướng dẫn mọi người dưới đây sẽ có con ốc, mình dặn ốc này ra thì mình sẽ xả nhớt ra rồi. Còn bây giờ là mình sẽ thay lọc nhớt ha, thì cứ hai bình nhớt là phải thay lọc nhớt một lần. Nãy có cái lọc nhớt anh lấy ra sẵn nè, hướng dẫn anh em luôn. Rồi thay lọc nhớt luôn em, cái đội vô cứ hai bình nhớt là mình thay lọc nhớt một lần. Rồi em bỏ vô. Hôm nay mình hướng dẫn nha em, lần đầu tiên nó thay thì bây giờ mình hướng dẫn. Rồi dặn lại, cái chỗ này là chỗ mở lọc nhớt nha anh em. À, đang làm xe á cho nên mặc đồ không có được đẹp. Rồi dặn lại. Ra phụ á làm thì quay phụ. Đây là cái chỗ lọc nhớt nè, cứ tháo lọc nhớt ra anh em dễ lắm. Nóng quá ha, đáng lẽ mình thay ở trong á nhưng mà ra đây sáng quay cho anh em dễ thấy. Cứ hai bình nhớt đâu rồi, hai bình nhớt là mình sẽ thay cái lọc nhớt một lần. Ở dưới là em dặn chặt hồi nãy rồi đúng không, đây nè ốc mà anh em thay dặn xả nhớt ở dưới đây nha, nằm đây nè, nó nằm đây nè, nó ngay chỗ này rồi chưa. Tại vì có nhiều anh em coi kênh mình đi R15V3 quá, sẵn làm clip này hướng dẫn luôn, nói chung thay nó rất là đơn giản. Còn anh em không biết thì cứ qua mình sẽ thay giùm anh em. Rồi vệ sinh đồ này nọ, rửa xe có đầy đủ luôn nha anh em. Rồi ok rồi đó em. Rồi mình lấy khăn nè, mình lấy cây kềm nè, mình đổ nhớt vô đó. Cái khăn bịt cái này lại, bịt cái này lại mới dặn, không thôi là nó hư cái nắp của xe người ta. À quên, chiếc xe này nè là của một người anh nhờ Minh kiếm giùm, và bây giờ Minh tặng ảnh một cái gói bảo trì, gọi là bảo trì xe, là thay nước mát rồi kiểm tra xe rồi thay nhớt rồi thay lọc nhớt luôn, thay lọc nhớt trong đây luôn, làm toàn bộ cho xe nó ngon, là ảnh nhờ Minh kiếm giùm con xe này. Một cái người anh có coi clip này thì là em đã giữ đúng lời hứa rồi nha, đã làm đúng lời hứa cho anh con nguyên con xe rồi đó. Rồi dặn nè, hỗ trợ nha, cái này phải cho mấy đứa em nó tập làm đi. Rồi dặn đổ vô. Khi thay lọc nhớt là mình sẽ đổ hết 1 lít nha, còn chừng nào mà không thay lọc nhớt là đổ 850ml thôi nha anh em, nhớ lưu ý R15. Nhớ nha anh em, khi mà mình thay lọc nhớt thì mình đổ hết luôn là 1 lít, còn mà khi bình thường là đổ 850ml thôi hoặc 900ml thôi, đừng đổ nhiều xe nó sẽ nặng. Vậy em lắc cho nó hết nước nhớt trong lon. Rồi Hiếu, em qua em lui cái con H2 này xuống đây để mình đẩy con R15 qua. Làm gì vậy? Hỏi ai qua lui con H2 này nè. Lui ra. Lui từ từ nha, đúng không? Ấy con cưng rồi tao giết mày á. Con cưng. Rồi, dặn lại mình đẩy lên kia, mình hướng dẫn mọi người thay nước mát luôn. Này là vé 1.000 của khách nè anh em, mình thấy anh khách này á lên đồ chơi rất là đẹp,
nhìn rất rất thẩm mỹ á, đẹp ha, nhìn rất là đẹp ha. Cái này anh khách là rất gọi là mắt thẩm mỹ của anh rất là ok, lên nhìn nó đơn giản đâu có gì đâu, ốc titan rồi phối màu này nọ, nhưng mà nhìn rất là nhìn chất, nhìn đẹp ha. Thôi bây giờ mình sẽ đẩy lên đây. À, Hiếu dọn lại chỗ đó đi. Cái này mình hướng dẫn đơn giản nhất có thể. Đây qua đây anh chỉ nè, cầm bình nước mát qua đây. À, thì ở đây nè, nó sẽ có bình nước phụ nè, bình nước phụ là nằm đây, bình nước phụ đây, ở đây là con ốc xả nhớt. Em lấy cái ống tiếp đi, xả này ra. À quên, xả nước mát. Bệnh quá nói tùm lum. Chỗ này xả này ra nè. Chỗ này nha, chỗ này là con ốc xả nước mát nè. Còn cái nắp này nắp dặn nè anh em. Anh em dặn rồi, anh em đổ nước mát vào đây sau khi mình xong á. Lấy cái ống tiếp được rồi mà. Tại vì kênh mình nó nhiều anh em đi R15 quá, cho nên mình hướng dẫn cho anh em tự thay luôn, tự làm. Còn anh em thích á thì anh em cứ đem qua đây. Mình sẽ cho mấy anh em làm hết cho anh em, rồi vệ sinh rồi nó như xe dơ quá đem qua đây. Ở đây vệ sinh luôn nha anh em. Rồi dọn kiển, dọn đồ đó, dặn ra. Rồi nó xịt nước ra nè. Xịt nước mát cũ ra nè. Đơn giản lắm, nước mát không thay có. Nước mát này cứ 15.000 là thay một lần, 15.000 thay lần đó, nước trào ra. 15.000 là mình thay một lần. Này là mình tập cho mấy đứa em mình nó tập sửa xe thôi nha, chứ thực chất á mấy đứa em này không phải là thợ sửa xe, này chỉ là người thường thôi. Này học hô test nè, quay ra học hô test nè, mình chỉ cho tụi nó cách làm xe đơn giản thôi. Rồi nước ra hết rồi nè, mình đút cái ống này vô đó, mình mở ra, mở cho nước nó xịt ra hết, cho nước ở trong nó xịt ra hết. Mở nhỏ thôi, mở nhỏ thôi. Được chưa, ok chưa? Xịt ra hết nè. Nó thấy xịt đâu, dưới đây sẽ xịt đâu. Xịt mấy nước cặn ở trong ra hết á. Rồi cái bình phụ nữa, mình xúc bình phụ luôn. Mấy cái này hồi xưa anh chơi xe là anh tự làm không á, chứ không đem ra tiệm không. Hồi xưa chơi xe là ở nhà tự làm luôn. Bây giờ truyền đạt lại kinh nghiệm thôi. Nói chung mình á, cái kinh nghiệm của người chơi xe nó không có nhìn, nó không chuyên nghiệp như mấy anh thợ sửa xe được đúng không. Mình chỉ làm đơn giản thôi. Rồi một thời gian là nó chảy hết nước rồi đó, thì mình dặn ốc này lại, dặn ốc cũ lại. Xíu lại nha. Anh em cứ cần nước mát á, thì qua đây mình thay luôn nha. Tập mấy anh em này mới tập chơi xe nè, mình chỉ nó. Chứ mà nếu như là thợ là người ta làm được hết rồi. Được chưa? Rồi ông anh mua xe bên mình nha. Thì xe này đã vệ sinh từ A tới Z cho anh luôn rồi đó. Nhớ xem clip nha. Nhớ subscribe cho em nữa. Nói chung ảnh rất là hiền, ảnh nhờ mình kiếm xe á. Ảnh rất là tin tưởng, cho nên do ảnh tin tưởng như vậy á thì mình làm hết mình luôn, hết mình cho anh em. Nhưng những khi mình có ở nhà thôi, nhiều khi mình đi công tác với lại mình đi quay á, đi quay phim, đi quay game show rồi đó, không có ở nhà thì anh em dời lịch sao nha. Khi mình có ở nhà mình sẽ hỗ trợ hết mình. Rồi bây giờ anh chỉ thêm nè, cái ống đổ nước mát đâu, cái ống đổ nước mát. Rồi chọt vô, châm nhẹ vô nha. Châm trên. À, gắn cái dây bình phụ lại. Bình phụ gắn lại. Chưa gắn dây bình phụ mà. Máy này em phải lưu ý chứ. Gắn lại nó có hai cái cọng dây thép á, nhớ thấy không? Hai cái cọng nhỏ nhỏ, kẹp cái đó lại cho chắc luôn. Mà nó sẽ không bung nữa. Rồi chưa? Rồi ok. Bây giờ Hiếu nhìn nè, giờ anh sẽ châm luôn nè. Châm từ từ thôi.
nước mát màu đã ha, nhìn rồi muốn uống liền. Đó, coi chừng nó chèn, đó, nó xuống nè. Rồi, đó, nó xuống từ từ, thấy không? Thấy không? Giờ em châm vô bình phụ nè. Thời gian đó mình chờ, mình châm vô bình phụ. Tự làm đi, bắt anh làm hoài. Mất full chưa? Coi được mất full. Từ đâu ơi, đừng có đổ. Rồi, bị lố rồi. Rồi, đóng lại. Rồi, ok. Đóng lại phải cho kỹ. Bữa sau là em tự làm nha, anh giao cho em chiếc là em tự tập luôn á. Rồi, bây giờ qua đây, em đề máy lên đây. Chìa khóa đâu? Còn số kìa, trả số đàng hoàng. Về số mo, móc lên, móc nhẹ thôi. Rồi đó, rồi đề máy. Nó xuống từ từ rồi. Châm thêm vô. Đầy rồi đó. Thôi, dặn lại Hiếu. Coi vô cái cốp á. Rồi dặn lại. Khớp của nó. Nó dặn lại cái lại ok. Xong. Cái này là dặn chắc rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Chắc chắn chưa? Chắc chúng rồi. Mình kiểm tra nó không chắc rồi tính gì. Em đảm bảo là chắc. Đi xong. Thôi. Cái này mình để máy xíu cho nó nhớt hồi nãy á. Dạ. Nó bơm. Rồi. Anh em thấy không? Nó rất là đơn giản. Đơn giản lắm. Cái này mình có thể tự ở nhà mình làm, hoặc là những anh em không biết thì cứ qua đây với mình. Địa chỉ là 204 Chợ Lớn, phường 11, quận 6. À, trước khi qua thì nhớ gọi cho Minh trước. Đây là hướng dẫn hai anh em hô test. Đó. Sử dụng thay nước mát. Em đứng xe lên thôi, đứng cái xe lên coi thử nó đều chưa. Rồi, ok rồi. Bình phụ bình gì là ok rồi đó. Rồi. Chạy xe lên. Chạy xe lên showroom rồi mình ráp lại dàn áo. Rồi như vậy là xong ha. Cảm ơn anh em đã xem những clip của Minh Biker trong thời gian qua. Thì anh em thấy hay và bổ ích thì nhớ like, share và subscribe cho kênh của Minh Biker. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và sắp tới mình sẽ cố gắng tìm nhiều chiếc xe đẹp nhất có thể cho những anh em muốn mua xe. Và cố gắng tìm những con xe đẹp để anh em tới mua xe rồi anh em có thể chụp hình check in đồ với những con xe đó. Rồi Minh làm những clip chạy xe vòng vòng dạo phố rồi chơi với anh em ha. Nhưng mà những cái clip đó mình sẽ làm khi mình dư thời gian, chứ thì hiện tại bây giờ luôn á lịch kính quá, với lại anh em hối kiếm xe quá, anh em cứ từ từ. Bởi vì á những chiếc xe mà đẹp ngon á thì mình phải có quá trình để mình kiếm nó, chứ mà kiếm liền thì không có được. Anh em thông cảm, với lại nhiều anh em inbox cho mình thì không check được tin nhắn, bởi vì có quá nhiều tin nhắn, cho nên những anh em đó thì cho mình xin lỗi, bởi vì mình check không được ha. Mình sẽ cố gắng một ngày có thể là chết hết tất cả tin nhắn của anh em. Cảm ơn anh em đã ủng hộ mình rất là nhiều.